Ok, hello. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mình Mã TV nhá. Mình là Dương Quyết. Thì hôm nay mình có cái chủ đề chia sẻ cho các bạn biết ấy, về cách xem khoang khoái con ngựa nhá. Thì hôm trước có một bạn comment ở trên kênh của mình là comment cho mình nói về cái khoang khoái của con ngựa ấy, để biết con ngựa đấy mua được ngựa kéo tốt này. Đấy, mua được ngựa phong thủy tốt này. Được chưa? Thì mình cũng biết ít về khoang khoái. Thì hôm nay mình sẽ mời một người khách, đấy, mời một vị khách đấy, sẽ biết rõ về cái con ngựa, về cái khoang khoái con ngựa hơn. Thì để thứ nhất là theo như yêu cầu mà bạn Vì Tiểu Bảo đã comment cho mình biết, thì làm cái cách xem khoang khoái về con ngựa, xem như nào để ví dụ như có cái người khách nào cần xem khoang khoái về ví dụ bắt con ngựa bạch cảnh chẳng hạn, hoặc là bắt một con ngựa để về kéo. Thì thời buổi bây giờ thì không ai người ta lấy ngựa kéo nữa, thực ra là chỉ có mua ngựa và buôn ngựa ấy, lấy thịt này, xương nấu cao thôi. Thực ra là bây giờ người ta toàn dùng xe ấy, chở ngựa hoặc là xe chở hoặc là xe ô tô kia thôi đấy, để chở ngựa, chứ không ai bây giờ ít người dùng ngựa kéo lắm. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái con ngựa nhà mình này đấy, để review cho các bạn biết đấy, cách xem khoang khoái con ngựa đấy, tốt đẹp xấu. Đấy, để cho các bạn biết khoang khoái đẹp của con ngựa đẹp và con ngựa tốt. Thì mình có mời một vị khách, vị khách đấy có tên là Dương Quang Bách, năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi. Thì vị khách này đã có 60 năm kinh nghiệm về ngựa nhá, biết cách xem khoang khoái này, chuẩn này. Biết cách xem khoang khoái chuẩn, biết cách chọn ngựa nữa nhá. Đấy, mình sẽ có video clip chọn ngựa tốt, ngựa đẹp. Hôm nay mình sẽ, cái chủ đề của mình sẽ là đưa tới cho các bạn biết đấy, cách xem khoang khoái của một con ngựa, để chúng ta khi bắt về thì chúng ta hài lòng với con ngựa đấy. Thì sau đây là mình sẽ đi đến nhà vị khách đấy, mời vị khách đấy đến và nói về khoang khoái cho các bạn xem. Rồi nếu mà các bạn thấy video clip hay thì hãy like video này, chia sẻ video này, đăng ký kênh để ủng hộ kênh, thì để kênh phát triển nhiều những cái video bổ ích cho các bạn xem. Thì sau đây mình sẽ cuộc con ngựa đây, con ngựa này đây nhá. Sau đó mình sẽ đi mời vị khách đó đến đây, chỉ cho các bạn biết cách xem khoang khoái chuẩn trên con ngựa này. Đây là con ngựa bạch nhà mình nhá. Rồi mời các bạn tiếp tục xem video. Ok nhá, mình đã mời vị khách đây đến đây. Ông ấy có tên là Dương Quang Bách. Đấy, ông đã có 60 năm kinh nghiệm về nuôi chăn ngựa, chọn ngựa. Đây các bạn nhìn ông này. Sau đây mình sẽ mời ông chỉ từ trên đầu con ngựa nhá, từ trên đầu con ngựa xuống cổ, phần ức, ngực, gáy, thân, mông, đùi, chân con ngựa nhá, để cho các bạn biết rõ hơn. Rồi sau đây sẽ ông sẽ chỉ cho các bạn biết nhá. Đây này, cái chỗ đây trên này nó có hai có khoái đây, nó gọi là hai cái khoái nhĩ, khoái đồ. Hai cái khoái nhĩ trên cái chỗ sau tai này, hai cái khoái nhĩ. Đấy. Còn đây dưới này nó có khoái, nó gọi là tỏa cảnh. Dưới hàm này nếu có khoái là khoái tỏa cảnh, mà không có là không phải có tỏa cảnh. Thế còn đây hai khoái đồ. Đấy, còn nào, này con giữ. Nào mà nó các bạn chú ý tiếp tục nghe nhá. Dưới này nó có cái khoái dưới này nó gọi là xuyên tim, nhưng đây không có gọi là không có xuyên tim. Con này không có xuyên tim mà không có con dép bò. Đây. Không có dép bò, chỉ có cái khoái thượng cao linh thôi.
Đấy. Thế còn khuấy dưới này, dưới này kia nó khuấy đồ. Đấy, khuấy đồ thì ở đằng trước này hai cái, đằng trước này một cái, bên này cái bên này. Đấy. Đấy, còn đằng sau thì đây khuấy đồ, xuống đây thì con nào cũng có hai bên. Nhưng nếu nó có ở đây gọi là song đao, nhưng không có thì là không gọi là song đao được, không có. Đấy, còn đằng trước đằng sau nữa, ở hông nó gọi là ở hông này, nếu mà ở hông mà nó có khuấy thì nó gọi là hậu táng. Như đây không có là không gọi là hậu táng được, không có. Đấy, dưới này nó có chống chân này nó có khuấy thì nó gọi là xuất tỏa, không có thì là không phải là xuất tỏa, không có gì chặt chẽ. Đấy, còn lông đuôi, đuôi của nó là cái phải là mập đuôi thì chân nuôi nó dễ. Còn cái khoái đằng trước này là khoái mặt này, nếu đóng cân thì nó không hay nhát, mà đóng lệch sang đây thì nó hay nhát, hay nhát, khe nó hay giật mình. Cái khoái này sang đây thì nó giật mình, nhưng mà nó khoái đóng cân giữa đây là không có gì, sẽ dạn ngựa tha hồ, ô tô tái đi tha hồ, không có gì. Đấy, chân nuôi là cái các cụ nếu mà kém đến khách đến kém chân nuôi là phải kém sạch như thế, thì chân nuôi con ngựa nó vào, ai vào trong nhà người ta cũng thích cái con ngựa nó sạch sẽ khoang khoáy là người ta thích hơn. Vâng. Nhưng còn nếu là có cái xem khoáy ngựa kéo không? Có cái khoáy ở chỗ này thì nó gọi là phù nâng. Khoáy ở sườn nách chân này nó gọi là phù nâng. Hai bên nó gọi là phù nâng thì con ngựa cưỡi chơi là thích, chơi là thích thôi, chứ còn nếu là ngựa là nuôi cảnh thì là đẹp, là nó được hai cái khoái đấy là nuôi cảnh thì nó đẹp. Nhưng còn sang hai bên, còn chân móng vó là nó phải tròn, cổ chân là phải tròn đẹp. Ông cứ nói thế thôi, hình dáng con ngựa nó phải cân đối. Ví dụ như con cân đối đằng trước, nhìn đằng trước đằng sau nó cân đối, nó đẹp. Nếu coi cái mông nó phải tươi lên. Đấy, cổ ngóc lên nó mới là con ngựa nó đẹp. Đấy, cái mông nó phải tươi lên, nó tươi mông như thế này nó đẹp. Đấy, cái cổ nó phải ngóc. Đây, cổ chọn phải, chọn về ngựa nuôi thì nó ngóc lên thì mới đẹp, chứ còn cổ nó cò, nó cổ nhỏ thì nó không đẹp. Hai nữa là ngựa là mõm nó to và nó bằng mõm thì chăn nuôi sẽ dễ, mà nó ăn khỏe, ăn tốt. Đấy, là chọn ngựa kéo cũng thế, chăn nuôi cái mõm bằng là nó ăn tốt, nó có sức khỏe nó mới. Ông thử nói lại từ đầu đến cuối. Ok các bạn ơi, sau đây ông tiếp tục nói lại một lần nữa cho quý vị và các bạn hiểu thêm rõ hơn nhé. Vừa rồi nói sơ qua. Đấy, giới thiệu các bạn là coi như đây này, con là khoái ngựa nó đóng đây, là khoái nó đóng cân thì là sẽ là con ngựa đóng chuẩn, nó không nhát, không nhát ô tô tha hồ nghịch sò. Thứ hai cái nữa là có hai cái khoáy đây ở bên này sau tai này, mà đường bầm này có hai cái khoáy tròn tròn đây, nó gọi là khoáy nhĩ thì nó gọi là khoáy nhàn. Còn nếu ở dưới hàm này mà nó có khoáy thì nó gọi là hàm họa, khoáy hàm họa. Còn đây, đây trên này nó là cái khoáy to rằng đây nó là gọi là thuyết tỏa, nhưng nếu một cái khoáy nhỏ dưới này nó gọi là nghẹn nước. Được. Thế còn đóng dưới này một khoáy nữa thì nó tròn ở dưới này, nó gọi là xuyên tim. Khoáy ở dưới ức ạ? Khoáy giữa ức này. Giữa ức này nó gọi là xuyên tim. Khoáy xuyên tim. Nên mà trên này thì nó là gọi là trung cao linh. Có tác dụng gì không? Đấy, trung cao linh nó không ảnh hưởng gì. Thế còn hai cái khoái đồ này là đằng trước đằng sau có hai cái, đằng trước có hai cái thì chính là nó là khoái đồ, là con ngựa nào cũng phải có cái khoái này. Chứ còn nếu mà nó lại thêm cái khoái ở cái chối vai này thì là nó là khoái tiền táng. Khoái tiền táng, nó là khoái tiền táng. Khoái tiền táng không nên mua, chơi không nên mua. Hay là đằng hai mông đằng sau. À, cuối đằng sau mông đuôi hất xuống kia mà có hai khoái thì cũng không nên mua, là hậu táng phát tiền tài. Nếu còn xuyên tông thì nó nuôi để làm cảnh thì không nên mua xuyên tông. Ở đây khoái cổ này, khoái chân được vào này là không nên mua. Khoái xuyên tông là không nên nuôi làm cảnh. Nhưng còn nếu mà nuôi
nước chiến tôi nhất thì các thứ là được, nhưng mà còn cái khoáy để nuôi làm cảnh các thứ thì là hay là nuôi ấy thì cũng tốt hơn, nếu không có khoáy là nuôi tốt hơn. Đấy, còn cái khoáy đồ đằng trước đằng sau của nó có cả mông nó phải tươi đấy kia. Đấy giờ nói mình dáng con ngựa nó phải hơi thế này, cong nó đưa lên cái mông nó phải nở, đầu nó phải ngóc lên thế này thì mới con ngựa nó mới có cái quyền dáng nó đẹp. Này. Hai cái khoái đằng trước này, hai cái khoái nách này mà nó có thì nó gọi là khoái phù nâng. Hai khoái phù nâng, này. Hai khoái nách. Hai khoái nách đằng trước này nó gọi là có hai cái khoái này thì nó gọi là hai khoái phù nâng. Vâng. Hai khoái phù nâng là cái ngựa các quan là hay thích cưỡi là nó phù nâng, ngựa nó chạy bậy chạy tốt và nó là nhanh tốt. Thế còn hai cái khoái đây này là anh thầy cúng với lại thầy mo với lại các cái làm quan thì nó mới nên cưỡi cái con ngựa mà có khoái trong đao. Vâng. Đó. Thế là hết khoái rồi. Ừ, thế rồi. Đây nó chỉ có hết được mấy cái khoái này nó hàm ngoại đây được rồi. Vâng. Rồi ok nha. Vừa rồi mình đã mời một vị khách đến chỉ cho các bạn biết về từ các loại khoái để chọn được một con ngựa tốt này, ngựa cưỡi, ngựa nuôi, ngựa thịt. Thì các bạn hãy dựa theo những cái gì mà vị khách đó chỉ và sẽ mong các bạn chọn được một con ngựa tốt nhất về nuôi hoặc làm cảnh hoặc để dùng kéo hoặc chúng ta để lấy thịt hoặc lấy xương nấu cao. Cái video của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu quý vị và các bạn thấy cái video này hay thì hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ để ủng hộ kênh của mình phát triển nhiều thêm. Kênh của mình sẽ đem lại cho các bạn đến những cái video tốt nhất và những chú ngựa nhé, từ ngựa bạch này, ngựa kim, ngựa thường và những sản phẩm về cao nữa nhé, sản phẩm về ngựa nữa nhé. Thứ nhất là cao ngựa bạch, cao ngựa kim, cao ngựa thường. Mình sẽ review cho các bạn thêm về những món ăn từ ngựa nữa. Thì vừa rồi vị khách đấy đã chia sẻ cho các bạn biết thế nào là khoang khoái đẹp, thế nào là khoang khoái tốt để các bạn bắt ngựa nuôi, ngựa cảnh này. Đấy, những bạn nào mà không thích nuôi ngựa ấy, thì hoặc là bắt một con ngựa bạch trắng đẹp to cao về để làm cảnh chẳng hạn. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Mong các bạn ủng hộ kênh của mình. Đấy, chia sẻ video này lên tường nhà fanpage hoặc là Facebook của các bạn để cho mọi người được biết thêm về cái con ngựa, biết thêm về khoang khoái con ngựa nhiều hơn. Đấy, để chọn được một con ngựa tốt. Đấy, về gia đình nuôi hoặc là làm cảnh hay như nào đó tùy các bạn. Rồi video kết thúc tại đây. Xin chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip lần sau. Xin chào các bạn nha.